Xin chào tất cả các em học sinh, rất vui khi đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy cùng với các em sẽ giải môn toán lớp 6, tập 1, bộ sách là Bộ Trăn Trở Sáng Tạo. Như vậy chúng ta đã cùng làm việc với nhau hết chương thứ nhất. Bây giờ còn bài tập cuối chương nữa là xong. Rồi bài tập cuối chương 1, câu hỏi trắc nghiệm, chọn đáp án đúng. Gọi x là tập hợp các chữ cái trong từ thanh. Cách viết đúng là x bằng mở ngoặc nhọn t h a n t h a n, hai chữ h trùng nhau rồi, hai chữ h trùng nhau rồi, t h thiếu chữ a rồi, t h a n. Như vậy đáp án đúng ở trong tình huống này sẽ là cái gì đây? Câu c nha, câu c, một c. Ủa mà 1C. Tại vì ở đây hai chữ cùng nhau, mỗi phần tử chỉ được liệt kê một lần thôi nhé. Rồi. Gọi x là tập hợp các số tự nhiên không lớn hơn 5. Không lớn hơn 5 có nghĩa là bé hơn hoặc bằng 5. Nhá, bé hơn hoặc bằng 5 có nghĩa là 0 1 2 3 4 5 là đúng nè. 0 2 4 1 3 5 cũng đúng nè. Bé hơn 5 là không đúng ha. Biến bằng 5 là đúng này. Như vậy câu 2 sẽ là câu C nha, 2C. Câu số 3. Cách viết nào sau đây là sai? A cộng B bằng B cộng A đúng nè. A nhân B bằng B nhân A đúng nè. A nhân B cộng A nhân C thì nó sẽ bằng A nè, mở ngoặc ra B cộng C, tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng nè. A nhân B trừ A nhân C thì bằng A mở ngoặc ra B trừ C. Như vậy câu sai trong tình huống này là câu D nha, câu sai trong tình huống này là câu D. Câu số 4. Nhẩm xem kết quả phép tính nào dưới đây là đúng. Nhẩm là cũng phải tính thôi. Câu 4 nhé, câu 4, bây giờ câu A nhé. 12 nhân với 11. Nếu mà bạn nào rành thì sẽ có dấu hiệu nhân với 11 á nha, nhân với 11 là chúng ta sẽ cộng hai số hai bên lại. 1 cộng 2 là 3. Như vậy ở kết quả của chúng ta là 12 này đem đi nhân với 11. 1 cộng 2 thì nó là 3 nhé, thì số 3 ở giữa được không? Đây là 1 3 2. Mà đây 1 2 2 cho nên câu này là câu sai nè, yêu cầu tìm câu đúng. Sang câu B, 13 nhân 99 ha, 13 nhân 99. 13 nhân 99, 99 nó thì bằng 100 trừ 1 đúng chưa? 99 thì bằng 100 trừ 1. Thì nó sẽ bằng là 13 nhân với 100 á là 1300 trừ cho 13. Thì nó sẽ bằng là 00 mà trừ cho 13 là kết lại phải là bằng 80 87 ha. 1287, như vậy câu B cũng sai luôn. Sang câu C nhé. 14 mà nhân với 99, 99 là 100 trừ 1 bằng 1400 trừ cho 14 thì nó sẽ là 1386 ha, 1386. 1386. À như vậy câu 4 đúng là câu 4C, à, 3 câu C, 1 câu D. Tiếp theo sẽ là câu 5. Đây làm trắc nghiệm nha, làm trắc nghiệm thì chúng ta làm cách nào đó cho nhanh chút. Câu 5 gì? Ước chung lớn nhất là cái số lớn nhất. Đầu tiên nó phải là số lớn nhất nhé. Mà hai cái số này cùng chia hết, được không? Rồi, ở trong đáp án là số 24 là lớn nhất nè. 18 có chia cho 24 không? Không, cho nên câu A loại nè. Tiếp theo số lớn nhất là 18 nè. 18 chia cho 18 nhưng mà 24 là không chia cho 18 cho nên câu B loại luôn. Tiếp theo là 12 nè. 18 không chia cho 12 cho nên câu C loại luôn. Như vậy đáp án chắc chắn sẽ là câu D, đáp án là câu D. Tiếp theo là tới bội chung nhỏ nhất sẽ là gì? Là số nhỏ nhất mà chia hết cho 3, 4 và 6. Trong 4 đáp án này số nào nhỏ nhất? Số 6 là nhỏ nhất ha, số 6 là nhỏ nhất. 6 chia 3 được nè, 6 chia 4 không được, loại câu D. Số nhỏ nhất tiếp theo là 12. 12 chia 3 được, 12 chia 4 được, 12 chia 6 được. Như vậy đáp án của câu 6 sẽ là câu C nha. 6C. Hiểu cách làm không?
Rồi ta đến phần bài tập tự luận. Tính giá trị của biểu thước bằng cách hợp lý nếu có thể. Câu 1A nhé. D là A bằng 37 nhân với 173 cộng 62 nhân với 173 cộng 173. A bằng. Như vậy là có thừa số chung là 173. 173 đặt ra trước. 173 đặt ra trước nhé. Mở ngoặc ra. Đây phép nhân nè, mở ngoặc ra. Ở đây cùng 37 cộng với ở cái thứ hai là còn 62 nè, cộng với 137 ra thì ở đây còn với 1. Ổn không? A bằng 173 nhân với, mình nói 73 nhưng có biết 37, 173 nhân với 37 cộng với 62 là 99 cộng 1 là 100. Như vậy nhân với 100 thì nó rất đặc biệt, đó là 17300. Được không? 17.300. Sang câu B nhé. Sang câu B. B bằng 72 nhân 99 cộng cho 28 nhân 99 và trừ cho 9, 900. Như vậy chúng ta thấy có thừa số chung là 99 nhé. 99. 99 chung là của hai thằng trước thôi nhé. 72 cộng 28. Thằng này không có 99 thì để rời ra ngoài. Ổn không? 99 nó chỉ của hai thằng trước thôi. 99 ra trước. 72 cộng 28. B bằng 99 nhân 72 cộng 28 là 100. Trừ cho 900. B bằng 9900 trừ 900. Thì nó sẽ ra kết quả là 9000. Được chưa? Rồi. Câu C nhá, câu C. Nội dung câu C như sau. C bằng hai mũ 3 nhân 3 trừ cho 1 mũ 10 cộng 15 chia 4 mũ 2. C bằng 2 mũ 3 là 2 nhân 2 nhân 2 là 8. 8 nhân 3 trừ 1 mũ 10 là, ghi luôn đây, 1 mũ 10 là mấy? 1 mũ 10 là 1 ha, 1 mũ 10 là 1 cộng với 15 là thành 16 nhân chia 4 mũ 2 là 4 nhân 4 là 10, 16. C bằng 8 nhân 3 24 trừ 16 chia 16 được 1, 24 trừ 1 là còn 20. 23. Ổn nghe. Rồi ta đến D. D là bằng 6 mũ 2 chia 4 nhân 3 cộng 2. Đây là cộng 2 nhân 5 mũ 2 trừ 2001 mũ 0. Rồi D bằng 6 mũ 2 thì được bao nhiêu? 6 mũ 2 thì được 3, 36. Chia 4 nhân 3 viết lại ha. Thực hiện từ trái sang phải nhé. Cộng 2 nhân 5 mũ 2 là 5 nhân 5 là 25 trừ số mũ 0 thì được 1. Được không? Số mũ 0 thì được 1. D bằng 36 mà chia cho 4 là còn 9 nhân 3 cộng 2 nhân 25 thì 50 trừ 1. D bằng 9 nhân 3 là 27 cộng cho 50 trừ 1. D bằng 27 cộng 50 là được 70. 77 trừ 1 thì nó còn 70. 76. 77 trừ 1 là 76 nhé. Rồi ta đến bài số 2. Tìm các chữ số x và y biết 1, 2, x, 0, 2, y gạch đầu. Số này có 1, 2, 3, 4, 5, 6 chữ số. Chia hết cho 2, 3 và 5. Được không? Đầu tiên chúng ta sử dụng tính chất chia hết cho 2 và 5 nhé. Vì 1, 2, x, 0, 2, y gạch đầu. Chia hết cho 2, 5. Nên
nên điều gì xảy ra? Số mà chia hết cho hai, cho cả hai và năm thì số tận cùng bằng bằng mấy? Nên trừ số tận cùng bằng mấy? Bằng bằng không nha. Chia hết cho năm là tận cùng là 0 và 5. Nhưng mà có thêm chia cho hai nữa cho nên chỉ có thể tận cùng bằng bằng không thôi. Được chưa? Tiếp theo là vì 1 2 x 0 2 0. Y thay thành 0 rồi nhé. Chia hết cho 3 nên dấu hiệu chia hết cho 3 là gì? Tổng các chữ số chia cho 3 có nghĩa là 1 cộng 2 cộng x cộng 0 cộng 2 cộng 0 sẽ chia hết cho 3. Rồi tính ra 1 cộng 2 là 1 cộng 2 là mấy? 1 cộng 2 là 3. 3 cộng 2 nữa là 5. 5 cộng x chia hết cho 3. Nhưng mà x bằng mấy? X bằng mấy? 5 cộng x mà chia hết cho 3. X bằng 1 nè, 5 cộng 1 là 6, 6 chia cho 3 nè. 6 chia 3 được. Rồi 9 chia 3, x bằng 4 nè. Hoặc x bằng 4 nè. Rồi hoặc x bằng 7, 7 để thành 12 á. Được không? Rồi hết rồi. 15 á, 15 là x thay 15 x bằng 10 là không được. X là số có một chữ số thôi. Ổn không? Như vậy chúng ta có là trong tình huống này y bằng mấy? Y bằng 0, x bằng 1, x bằng 4 hoặc x bằng 7. Ổn chưa? Rồi câu B. 4 1 3 x 2 y gạch đầu chia hết cho 5 và 9 mà không chia hết cho 2. Lý luận nhé. Vì 4 1 3 x 2 y gạch đầu chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 nên trừ số tận cùng bằng mấy? Số mà chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 cho nên trừ số tận cùng bằng bằng 5. Chỉ có thể như vậy thôi. Ổn không? Chỉ có thể như vậy thôi. Chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 thì y bằng 5 nha. Vì 4 1 3 x 2 5 y thì bằng 5 rồi. Chia hết cho 9 nên tổng các chữ số sẽ chia cho 9 nhé. 4 cộng 1 cộng 3 cộng x cộng 2 cộng 5 chia hết cho 9. Mới bắt đầu cộng nè. 4 cộng 1 là 5, 5 5 là 10 thành 15 ha. 15 cộng x chia hết cho 9. Cho nó x bằng mấy? 18 là chia cho 9 nè. Đúng không? 15 rồi thì lên 18 thôi, 18. 9 x 1 9. 9 2 18. 18 cho nó x bằng 3. Đúng không? 9 3 27. 27 thì x bằng 12 cho nên không được. Đúng không? Chỉ x bằng 10, x bằng 3 thôi. Cái này kết luận nè, vậy x bằng 3 và y bằng bằng 5. Được chưa? Ổn không? X bằng 3, y bằng 5. Ổn không? Được không? Rồi cái bài bên này kết luận. Bài bên này kết luận cho nhiều khi chúng ta không biết kết luận. Vậy x bằng 1, y bằng mấy? X bằng 1, y bằng 0. Hoặc x bằng 4, y bằng x bằng 4, y bằng bằng 0. Hoặc x bằng 7, y bằng x bằng 7 y bằng 0 luôn nhé. Rồi xong. Bài này khá là hay ha. Bài này khá là hay, bài số 2 khá là hay đó. Tiếp theo tôi sẽ đến bài số 3. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử. Câu 3.
A là thuộc N, 84 chia cho 3, 180 chia cho A, và A lớn hơn, lớn 6. Được chưa? Chúng ta có điều gì? Liệt kê đúng không? Liệt kê thì giờ liệt kê ra. Liệt kê ra 80 mà chia hết cho A thì A nó sẽ thuộc gì? 84 chia hết cho A, nên A sẽ thuộc ước của 84. Đúng chưa? Mà ước của 84 thì bằng bao nhiêu? Ủa không? 84 mà chia hết cho A thì A chính là ước của 84. 84 chia 1 được 8. 84. Được chưa? 84 mà chia cho 2 thì được 42. 84 mà chia cho 3 thì được là 8 chia 3 thì được là 2. 24 chia 3 là 28 đúng không? 28. 84 chia 4 thì được mấy? 84 chia 4 thì được nhiều ha. Thôi làm này nhiều lắm, 180 lát cũng nhiều. Thôi bỏ cái này đi. Làm lại cách khác nha. Vì 84 chia hết cho A, rồi 180 chia hết cho A, nên A sẽ thuộc ước chung của 84 với 180. Đúng chưa? 84 chia hết cho A, 180 chia hết cho A, cho nên A là ước chung. Ước chung nhé, UC nhé. Ước chung của 84 với 180. 84 bắt đầu phân tích nè. 84 chia 2 được 40. 42. 42 chia 2 được 21. 21 chia 3 được 7. 7 chia 7 được. Được 1. 180 chia 2 được 90. 90 chia 2 được 45. 45 chia 3 được 15. 15 chia 3 được. Được 5. 5 chia 5 được. Được 1. Được rồi. 84 thì viết là 2 mũ 2 nhân 3 nhân nhân 7. 180 là viết là 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2 nhân 5. Ước chung lớn nhất nha, tìm ước chung lớn nhất trước. Ước chung lớn nhất của 84 với 180 thì bằng lấy thừa số chung là 2 chung với lại 3 chung, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất, 2 mũ 2 3 mũ 1. 2 mũ 2 là 4, 4 nhân 3 là 10, 12. Ổn chưa? 4 x 3 là 12. Như vậy ước chung của 84 với 180 thì nó chính là bằng ước, à xin lỗi, bằng bội chứ. Ước chung của 84, đây là ước chung lớn nhất. Ước chung của 84 với 180 nó sẽ bằng ước của 12. Ổn không? Bằng ước của 12. Ước của thằng ước chung lớn nhất á. Ước của 12, 12 chia 1 được 10, 12, 12 chia 2 được 6, 12 chia 3 được 4, 12 chia 4 được 3, có sự lặp lại dần. Ổn không? Rồi, sau đó là vì gì nữa? Vì A lớn 6 nữa nha. Vì A lớn hơn 6 nên A sẽ bằng mấy? Vì A lớn 6 cho nên A sẽ bằng 10, 12. Lớn 6 thì chỉ có số 12 thôi. Được không? Rồi. Rồi ta đến nội dung của câu B. Vì B chia hết cho 12, B chia hết cho 15, B chia hết cho 18, nên B là gì? Nên B sẽ thuộc gì? Bội chung của ba số 12, 15 và 18. Được không? B chia hết cho 12 thì B là bội. Bội trước ước sau mà. B là bội.
bội trước sau b là bội nhé. Rồi bây giờ phân tích ra nè, này dễ phân tích luôn nè. 12 thì bằng là 2 mũ 2 nhân 3, tự kỷ phân tích nhé. 15 thì bằng 3 nhân 5, còn 18 thì bằng là 2 nhân 3 mũ 2, 2 nhân 3 mũ 2. Và ước chung lớn nhất mình xin lỗi, tìm phải tìm bội chung chứ, bội chung nhỏ nhất. Bỏ này đi. Bội chung nhỏ nhất, tìm bội chung thông qua bội chung nhỏ nhất đó. Bội chung nhỏ nhất của 12, 15 và 18 bằng lập tích các thừa số chung và riêng 2 x 3 x 5. Mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất, 2 mũ 2, 3 mũ 2 và 5. 2 mũ 2 là 4. 3 mũ 2 là 9 x 5. 4 x 5 là 20, nhân với 9 là 180. Được chưa? 180. Như vậy bội chung, tập hợp bội chung của 12, 15 và 18. 12, 15 và 18 nhé. Thì nó chính là gì? Chính là bội của 180 á, bội của thằng bội chung nhỏ nhất á, thì nó sẽ bằng là 0, 180, 360. Được chưa? Nhưng mà vì A nó sao? Sẽ là vì B lớn hơn 0, bé hơn 360, 300 thôi nha. Vì 0 nhỏ hơn B, vì 0 nhỏ hơn B, nhỏ hơn 300, nên B sẽ bằng 180. Được chưa? Vì B lớn hơn 0, nhỏ hơn 300, cho nên B sẽ bằng 180. Được chưa? Rồi ta đến câu số 4. Tiếp theo sẽ là câu số 4. Trong dịp hồi xuân 2020, để gây quỹ giúp đỡ cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lớp 6A bán hai mặt hàng như bạn ở cột pin. Mục tiêu số tiền lãi thu được là 500.000 đồng. Các bạn là bán hai loại, thứ nhất là trà sữa và dừa. Trà sữa thì nhập 100 ly, giá nhập là 16.500, giá bán là 20.000 đồng. Còn dừa là nhập là 70 quả, nhập là 9.800 và bán là 15.000. Trong thực tế, các bạn đã bán được số lượng hàng như sau. Trà sữa bán 93 ly, ở đây rất là thực tế nhé. Không phải nhập 100 ly là bán hết 100 ly luôn nhé, còn là dư 7 ly. Dừa thì bán được 64 quả, dư lại 6 quả. Hỏi lớp 6A đã thu được bao nhiêu tiền? Lớp 6A có hoàn thành mục tiêu đề ra không? Rồi sao thu được bao nhiêu tiền lãi nhé. Rồi theo các bạn làm sao để tính được số tiền lãi? Nó chỉ có một công thức duy nhất thôi. Lãi thì bằng cái gì? Lãi sẽ bằng số tiền gốc, đúng không? Lãi sẽ bằng gốc hay là vốn á. Vốn á. Lãi thì bằng vốn trừ đi cho lãi thì bằng số tiền gì? Bằng số tiền bán được cho, bằng số tiền bán được à, số tiền bán được trừ đi cho vốn. Ổn không? Lãi sẽ bằng số tiền bán được trừ đi cho vốn nhé. Đó, nó chỉ có quy tắc như thế này thôi. Bán được bao nhiêu đem đi trừ đi cho vốn thì sẽ ra được lãi nha. Chứ không phải là bạn lấy là 20.000 trừ cho 16.500 là mỗi ly trà sữa là lời 3.500, nhân với 100 ly là được 350 là không được. Nha, nhưng mà không được. Tại vì chúng ta bán được có 93 ly thôi. Đó là thực tế nhé. Như bạn nghĩ là cứ mua cái thằng này 5 đồng, bán được 10 đồng là lời 5 đồng. Nhưng mà còn cái ế thì sao? Ổn không? Đây, bây giờ chúng ta sẽ tính. Đầu tiên sẽ tính gì trước? Tính vốn nhé, vốn. Tính vốn trước. Đầu tiên là tính số tiền. Tính số tiền đi. Lớp 6A đã bỏ ra là số tiền lớp 6A đã bỏ ra là bây giờ bạn bỏ ra là bạn mua 100 ly đúng không, lấy một giá tiền là 16.500 đồng, là 16.500 đồng nhân với 100 ly, đây là tiền trà sữa này, cộng với 9.800 đồng nhân với 70 quả bằng nhiêu, ghi vô. Được chưa? Rồi cái này thì tính vô đây luôn được,
Thêm 2 số 0 nữa là 16500. Đấy. Là 1 triệu 6 rồi, tiền tiền trà sữa. Còn với đây có 3 số 0 nha, 3 số 0. 7 nhân 9 là xin lỗi 7 nhân 8 là 50. 7 nhân 8 là 56, viết 6 nhân 5. 7 nhân 9 là 60. 63. 7 9 là 63. 7 9 là 63. Lúc nãy nhớ 5 nữa là thành. Nhớ 5 nữa được mấy? 63 mà nhớ 5 nữa là 60, 68. 686.000. Được chưa? Như vậy cộng lại sẽ ra là ở đây cộng nhép rồi ghi đáp án vô cũng được. 0 0 0 6 8 cộng với lại 5 là 13, viết 3 nhớ 1. 6 cộng với 6 là 12, nhớ 1 nữa 13 là 2. 2 triệu. Đây đồng nè. Đấy, số tiền con bỏ ra là tới 2 triệu 336.000 ha. Được chưa? Rồi tiếp theo là số tiền lớp 6A bán được ha, số tiền nó sẽ bán được. Bán được là thì bạn bán là 20.000 đồng một quả nè, 20.000 đồng một ly chứ. 20.000 đồng một ly nhân với nhưng mà được 93 ly thôi, nhân với 93 ly cộng với 15.000 đồng một trái dừa và nhân với 64 trái bằng 0 0, 4 số 0 nhé. Rồi 2 nhân 2 nhân 2 nhân 3 là 6, 2 nhân 9 là 18 cộng cho 3 số 0. Rồi cái này phải nhân rồi, 3 số 0 trước đã. Bây giờ lấy 14 nhân với lại xin lỗi, lấy 15 nhân 64. Lấy 15 nhân 64, 15 nhân 64, 4 nhân 5 là 20, nhớ 2 là 60, 6 nhân 5 30, biết 0 nhớ 3 là 90, 960, 960 nhé, 960 cộng lại. Ở đây nó có 4 số 0 thì biết 4 số 0 nè. Đây 4 số 0. 6 cộng 6 là 12, viết 2 nhớ 1. 9 cộng 8 là 17, nhớ 1 là 18. 2. Được chưa? Đây đơn vị là đồng. Được chưa? Rồi bây giờ là tính là số tiền gì? Số tiền lãi ha. Số tiền lãi của lớp 6A là lãi thì chúng ta sẽ lấy gì? Lấy số tiền bán được là 2 triệu 8 ha, 2 triệu 800 trừ đi cho số tiền gốc bỏ ra là 2336000 bằng có 4, có 3 số 0. 3 số 0 nhé. Rồi 0 trừ cho 6 là được 4 nè. Được chưa? Nhớ 1 nhé, 11 nhé, 11, N1 2 trừ cho 4 12 mà trừ cho 4 là còn 8 nè. N1 8 mà trừ cho 4 là còn 4 nè. Như vậy thu được là 484.000 đồng. Được không? Đấy số tiền đã thu được bao nhiêu tiền lãi nè. Lớp 6A có hoàn thành mục tiêu đề ra hay không? Rõ ràng là đề ra là 500.000 mà. Vì 484.000 không không nhỏ hơn 500.000. Được không? Nên gì? Lớp 6A sao? Không hoàn thành mục tiêu đề ra. Đúng không? Không hoàn thành mục tiêu đề ra nhé. Có làm là vui rồi nha. Vẫn lời được 480 là ổn rồi. Còn mục tiêu thì cứ đề ra thôi. Không làm được thì không vấn đề gì hết. Đây là một đoán rất thực tế nha, giúp cho chúng ta không có bị ảo tưởng. Rồi số 5.
Thực vật được cấu tạo bởi các tế bào. Tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định sẽ phân chia thành hai tế bào con. Các tế bào con tiếp tục tăng kích thước mà là phân chia thành bốn tế bào. Các tế bào con tiếp tục tăng kích thước và lại phân chia thành bốn tế bào, rồi là thành 8 tế bào. Thực vật được cấu tạo bởi các tế bào nha. Tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì được phân chia thành hai tế bào con. Rồi hai tế bào con. Đầu tiên là một cái rồi phân chia thành hai tế bào con. Các tế bào con tiếp tục tăng kích thước và lại phân chia. Lại phân chia đôi ra thì thành 4 tế bào, rồi thành 8 tế bào. Hỏi cho biết số tế bào con có được sau lần phân chia thứ tư, thứ năm, thứ sáu từ một tế bào ban đầu. Rồi vẽ cho nó cái bảng nhé. Ban đầu nè. Ban đầu thì chúng ta có mấy tế bào thôi? Ban đầu thì chúng ta chỉ có một thôi đúng không? Chúng ta chỉ có một thôi. Được không? Được không? Từ một tế bào thôi, ban đầu là một thôi. Tiếp theo là lần thứ nhất, lần phân chia thứ nhất. Lần phân chia thứ nhất thì nó được 2. Ổn không? Lần phân chia thứ nhất là được 2 nhé. Lần phân chia thứ hai thì được 4. Hiểu tại sao 4 không? Là như thế này nè. Đầu tiên là nó có một tế bào con thôi, nó chỉ có một thằng duy nhất thôi, đây một thằng. Sau nó đĩa ra hai con. Nó đĩa ra hai con, nhìn xấu xí vậy thôi, giống như vi khuẩn á. Đây nó đĩa ra hai con. Ổn không? Rồi sau đó mỗi thằng con nó là gì? Đĩa ra hai, mỗi thằng con này đĩa ra hai tiếp. Đây, giống virus đó, giống virus Covid á. Đây. Cho nên 4 hiểu không? Rồi, tiếp theo lần thứ 3. Lần thứ 3 thì là được 8. Tại mỗi thằng nó là đĩa ra 2, mỗi thằng nó là đĩa ra 2. Đây mỗi thằng nó là đĩa ra 2. Ổn không? Mỗi thằng nó là đĩa ra 2. Rồi bắt đầu nhè đông rồi. Đấy. Thế thì lần thứ 4 sẽ được mấy? Gấp đôi lên, mỗi thằng đĩa ra 2 mà cứ mỗi thằng đĩa ra 2 là gấp đôi lên là được 10. 16, ổn không? Lần thứ 5 thì sẽ được 32, gấp đôi lên. Và lần thứ 6 cứ mỗi thằng đĩa ra mỗi thằng đĩa ra hai thằng mà. Mỗi thằng chia ra hai thằng mà. Cho nên mỗi lần gấp đôi lên. Lần thứ 6 thì được mấy? Lần thứ 6 thì được là 60, 64. Ổn không? Được chưa? Hãy cho biết số tế bào con có được sau lần phân chia thứ tư. Thứ tư là 36 nhé. Thứ năm là 32 và thứ sáu là 64. Rồi ta đến bài số 6. Huy chơi trò chơi xếp 36 que tăm thành những hình giống nhau như các hình dưới đây. Trong mỗi trường hợp A, B, C, D, Huy xếp được bao nhiêu hình như vậy? 6A nha. Cái hình này là hình tam giác, nó gồm có 3 que tăm. Lúc đầu là có 36 que nha. Số hình xếp được là cứ một hình là 3 que ha. Mấy hình thì ra được 36 thì chúng ta sẽ lấy làm gì? Lấy 36 chia cho chị 3. Được không? 36 chia 3 thì được là 12 hình. Cứ mỗi hình là 3 que tăm nha, mỗi hình là 3 que tăm thì 12 hình sẽ được 36 que nha. Rồi câu B. Câu B thì chúng ta sẽ lấy là gì? Đây là 4 que, mỗi hình là 4 que thì lấy 36 chia 4. 36 chia 4 sẽ được 9 hình. Được chưa? Rồi sang câu C. Câu C là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Câu C là 9 nhé. Là 36 đi chia cho. Chia cho 9 thì được 4 hình. Được không? Tiếp theo là tới câu D.
Câu D thì là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. Lấy 36 chia cho. Chia 12 thì được 3 hình. Ổn không? Rồi. Bài toán số 7 có nội dung như sau. Hoàn thành bảng sau và vỡ. AB. Hoàn thành bảng sau và vỡ nhé. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu cột. Sáu cột. Một, hai, ba. À, xin lỗi, sáu hàng và bốn cột. Rồi. Ở đây là A, đây là B. Ước chung lớn nhất của A và B. Bội chung nhỏ nhất của A và B. Ước chung lớn nhất nhân với bội chung nhỏ nhất. Ước chung lớn nhất AB nhân với bội chung nhỏ nhất của AB. Tiếp theo là A nhân B. À, theo A nhân B. 8, 24. 8, 10. 24, 28. 140. Và 60. Đây cái bảng trong vở đây. Rồi hết rồi, điền mấy dấu chấm này vô. Rồi giúp chúng ta ôm lại ước chung lớn nhất nha, bội chung nhỏ nhất. Rồi bắt đầu làm nè. Làm ra nháp rồi có điền vô nghe. 8 với 10 đúng không? 8 thì bằng là gì? 2 mũ 3 à, 8 là 2 mũ 3. Còn 10 thì bằng, bằng mấy? 2 nhân 2 nhân 5. Thế thì ước chung lớn nhất là nhiêu? Ước chung lớn nhất của 8 với 10 là lập tích các thừa số nguyên tố chung. Chỉ có hai chung thôi, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất, 2 mũ 1 sẽ là 2. Đấy, đây là 2. Còn bội chung nhỏ nhất, bội chung nhỏ nhất thì chúng ta sẽ là lập tích các thừa số chung và riêng. Mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất. 2 mũ 3 là 8, 8 x 5 là 4, 40. À, này là 40. 2 x 40 là 80. Được không? Lấy A nhân B, 8 nhân 10 là 8, 80. A nhân B nhé, 8 nhân 10 80. Rồi ta đến 24 với 28 đúng không? 24 với 28. 24, 28 bằng phân tích ra nháp rồi ghi kết quả vô cũng được. 2 mũ 22 nhân 7. Còn 28 thì nó là xin lỗi. Thằng này là 2 mũ 3 chứ, 2 mũ 3 nhân với 3 chứ. 2 mũ 3 là 8, 8 3 24. Thằng này mới là 2 mũ 2 nhân 7 nè. Ước chung lớn nhất của 24. Ước chung lớn nhất của 24 với 28 lập tích các thừa số nguyên tố chung đó là 2. Mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất, 2 mũ 2 bằng 4. Rồi. Bội chung nhỏ nhất của 24 với 28 lập tích các thừa số nguyên tố chung và riêng, 2 nhân 3 nhân 7. Mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất. 2 mũ 3 là 8. À, 3 nhân 7 là 20, 21. 8 nhân 21 8 nè. À, 8 x 2 là 10, 16, 168. Được chưa? Sau đó là lấy gì? À, ước chung nhân với bội chung. Lấy hai này nhân nhau. 4, 8, 3, 2, viết 2, nhớ 3. 4 x 6, 24, nhớ 3 nữa 27. Nhớ 2, 4 x 1, 4 x 2 là 6. Được chưa? Tiếp theo là lấy 24 nhân với 20, 28. Cái này thua rồi. Lấy 24 nhân với 28 á hả? 24 mà nhân với 28. 84 32 viết 2 nhớ 3. 82 16 nhớ 3 là 19. À,
2 x 4 là 8, 2 x 2 là 4. Cộng lại thì được là 2, 7, 6, 6, 7, 2. Rồi, cho tình huống cuối là 140 với là 60. 140 bắt đầu chia nè. Tôi chia ra nhép đi rồi ghi vô đây. Một trăm bốn mươi chia hai được 70, 70 chia hai được 35, 35 chia năm được 7, 7 chia 7 được 1, 22 nhân 5 nhân 7, được chưa? 60, 60 chia hai thì được 30, 30 chia hai được 15, 15 chia 3 được 5, 5 chia 5 được 1, 22 nhân 3 nhân 5. Được chưa? Ước chung lớn nhất. Ước chung lớn nhất có 140 với là 60. Chung thôi, lấy chung thôi, lấy 2 với 5 thôi. Mỗi thừa số lấy với số mẫu nhỏ, nhỏ nhất. 22 là 4 nhân 5 là thành 20. À, đây là 20. 20 nhé. Rồi tiếp theo là lấy bội chung. Bội chung nhỏ nhất của 140 với là 60. Bội chung thì chúng ta sẽ lập tích các thừa số nguyên tố chung và riêng. 2, 3, 5, 7. Mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất. Rồi, 22 là 4, 4 x 5 là 20. 3 x 7 là 21. 20 x 21 là được 420. Được không? Rồi lấy hai số này nhân nhau nhé, lấy ước chung lớn nhất nhân với bội chung nhỏ nhất. 420 nhân 20. 0, 2 nhân 0 là 0, 2 nhân 4 là 4, 8, 8400. Rồi lấy A nhân B, rồi lấy hai số này nhân nhau. 140 nhân 60, 0 nhân 0 là 0, 60, 6 nhân 4 là 24, ước 4 nhân 2, 6 nhân 1 là 6, nhân 2 là 8, 8400. Rồi xong cái bảng. Xin người ta yêu cầu gì nữa nha. Nhận xét về tích của ước chung lớn nhất nhân bội chung nhỏ nhất về tích AB. Chúng ta thấy nó làm sao? Ước chung lớn nhất nhân bội chung nhỏ nhất của AB bằng nhau. Đúng không? Hai cái này bằng nhau nhé. Được chưa? Ước chung lớn nhất nhân với bội chung nhỏ nhất sẽ bằng A nhân B. Thầy khỏi ghi ra nhé, còn không thầy ghi thì ghi ra thôi, ghi như thế này thôi. Ước chung lớn nhất của A phải B nhân với bội chung nhỏ nhất của A phải B thì nó sẽ bằng tích A nhân B. Rồi chúng ta đang vừa xong bài số 7. Tiếp theo ta sẽ đến bài số 8. Nội dung bài 8 như sau. Nhóm các bạn lớp 6B còn chia 48 quyển vở, 32 thước kẻ và 56 bút chì vào trong các túi quà để mang tặng cho các bạn ở trung tâm trẻ mồ côi. Sao cho số quyển vở, số bút kẻ và số bút chì ở mỗi túi đều là như nhau. Tính số lượng túi quà nhiều nhất. Số lượng túi quà nhiều nhất mà nhóm có thể chia được. Có nghĩa là 48 nó sẽ chia hết cho số túi quà, 32 sẽ chia hết cho số túi quà và 56 sẽ chia hết cho số túi quà. Như vậy số túi quà đó chính là gì? 48 mà chia hết cho một số thì cái số đó chính là gì? Ước chung, ước chung mà nó phải gì nữa? Lớn nhất nha. Bây giờ thầy gọi nha. Gọi số túi quà. Gọi số túi quà là A. Được chưa? Gọi số túi quà là A, được chưa? Tính số túi quà nhiều nhất mà nhóm có thể chia. Đúng không? Không là ghi như thế này được. Gọi số túi quà nhiều nhất. Gọi số túi quà nhiều nhất
mà nhóm có thể chia là A đây, đơn vị là túi, được không? Gọi số túi quà nhiều nhất mà nhóm có thể chia là A. Như vậy ta có điều gì? A chính là gì, biết không? A chính là gì? Ước chung lớn nhất của 48, 32 và 50, 56. Được không? 48 chia hết cho số túi quà, 32 chia hết cho số túi quà, 56 chia hết cho số túi quà. Mà số túi quà là nhiều nhất nữa, cho nên số túi quà chính là ước chung lớn nhất của 48, 32 và 50, 56, ứng dụng của ước chung lớn nhất. Rồi 48 thì bằng cái gì? 32 thì bằng cái gì? 56 thì bằng cái gì? Bây giờ đặt phép chia nhá, kiếm tờ nháp đặt phép chia ra. Ví dụ nháp chỗ này đi cho nó kiệm nè. 48 mà chia cho 2 được 24, 24 chia 2 được 12, 12 chia 2 được 6, 6 chia 2 được 3, 3 chia 3 được 1, 24 nhân 3. Cái này dễ rồi, 32 chính là 2 mũ 5. Rồi bây giờ thằng 56 này nha. 56 chia 2 thì được 28, 28 chia 2 được 14, 14 chia 2 được 7, 7 chia 7 được 1. Đây là 2 mũ 3 nhân 7. Ổn không? 23 nhân 7. Thế thì sao? Đó là ước chung lớn nhất của 48, 32 và 56 thì nó sẽ bằng là lập tích các thừa số nguyên tố chung, chỉ có hai chung thôi, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất là 2 mũ 3 bằng 8 túi. 8 túi, ổn không? Số túi quà nhiều nhất mà nhóm có thể chia là 8 túi nha, 8 túi. Tính số túi quà nhiều nhất mà nhóm có thể chia, số vở, số thước kẻ và số bút chì trong mỗi túi. Vậy số túi quà nhiều nhất mà nhóm có thể chia là 8 túi. Rồi xuống hàng, số vỡ là lấy 48 chia cho 8 thì được 6 cuốn vỡ ha. Rồi số thước kẻ là lấy 32 chia cho 8 thì được là 32 chia 8 được 4 ha. 4 thước kẻ, đơn vị là cái cũng được ha. Rồi số cuối cùng là số gì? Số bút chì là lấy 56 mà chia cho 8 thì được 7. 7 bút chì. Được không? 7 bút chì. Như vậy là bài số 8 thầy vừa giúp cho các bạn xong nha. Rồi, bây giờ ta sẽ đến bài số 9 là bài đố vui. Đố vui, nếu đố mà làm ra được thì mới vui nha. Còn mà làm không ra thì chẳng vui mấy. Toán và thơ. Đây là trung thu gió mát trăng trong, phố phường đông đúc đèn lồng sao xa, rủ nhau đi đếm đèn hoa. Như vậy cái đầu tiên là chúng ta sẽ là đếm đèn hoa nha. Đếm đèn hoa. Đèn hoa đăng hay đèn gì đó. Đèn gì, đếm đèn hoa. Quẩn quanh biết là ai hay, có nghĩa là ai xem là người tìm ra. Bảy đèn kết lại, xin lỗi,
Kết năm chặn số đèn này. Kết năm chặn số đèn này có nghĩa là cứ là sẽ chia hết cho năm. Được không? Cứ kết năm đèn thành một thì nó vừa hết. 7 đèn kết lại còn 2 ngọn thừa. Nghĩa là chia 7 giữ dư 2, chia 7 dư 2. Rồi 9 đèn thời 4 ngọn dư. 9 đèn thời 4 ngọn dư là chia 9 dư dư 4. Được không? Chia 9 dư 4. Và số lượng đèn á, đèn hoa bao ngọn mà ngơ ngẩn lòng, tại vì nó nhiều quá đếm nổi nha. Cho biết số đèn là từ 600 đến 700. Số đèn là dao động từ mức 600 đến mức là 700. Ngồi đếm từng cả 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 đếm gì nổi. Được không? Nhưng mà người ta kết thành 5 cái đèn thành một nhóm thì là hết. Kết 7 cái thì là dư 2. Kết thành 9 cái thành nhóm thì là dư 4. Chúng ta làm từ từ thôi, chúng ta giỏi nhé. Tất nhiên sử dụng tính chất là ước chung và bội chung rồi nha. Rồi, gọi A là số đèn hoa nhá. Gọi A là số đèn hoa được không? Gọi A là số đèn hoa. Ta có điều gì? A sẽ chia hết cho A chia cho mấy? A chia cho 5. Ổn không? A chia cho 5. Được chưa? A chia cho 5 nhé. Ổn không? Rồi. Rồi A chia 7 dư 2. A chia 7 dư 2. A chia 7 dư 2. Giờ ghi chỗ này đi. A chia 7 dư 2. Rồi A chia 9 dư 4. Được không? Nên chia cho 5 thì nó sẽ bằng 5 5h. Đúng không? 5h. Hôm trước chúng ta có học cái bài về phân tích này, bài phân tích bài này nè. Thì khi đó A sẽ bằng B nhân Y cộng R. A nhân B Y. A là số bị chia, B là số chia, Y là thương, còn R là dư. A bằng 5H nha, A bằng 5H. Rồi ngoài ra A nó còn bằng gì nữa? 7K đây, dư 2 là cộng thêm 2. A nó bằng gì nữa? 9L đây nha, 9L cộng 4. Với điều kiện là H, K và L đều là số tự nhiên à, đều là số tự nhiên. Bây giờ làm sao mà ứng dụng được A là chia hết thì có nghĩa là chúng ta đang ứng dụng bội à, ứng dụng bội. Như vậy chúng ta phải kiếm một cái số mà nó vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 7 và vừa chia hết cho 9. Được không? Tiếp tục. Ta có. Bây giờ nó là chia 7 dư 2. Thế làm sao nó chia được cho 7? Làm sao nó chia được cho 7? Dư thằng này thì dễ là chia 7. Thì phải là A cộng 5. Được không? A cộng 5 thì nó bằng là gì? 7K cộng 2 cộng 5 nữa là 7. Ổn không? Ổn chưa? Rồi A ở đây là 4 rồi thì phải cộng thêm cho 5 nữa cho nó mới ra được 9 nha. A cộng 5 thì nó sẽ bằng là 9L cộng 9. Thế thì đây A cộng 5 thì bên này cũng là A cộng 5 bằng 5H cộng 5. Được không? Nên A cộng 5 sẽ chia hết cho 5. Được chưa? A cộng 5 sẽ chia hết cho 7. Phải tìm một số chia hết nhé. Và A cộng 5 sẽ chia hết cho 9. Ổn không? Ở đây bài toán trùm cuối nhé, bài toán khó nhất. Bài toán khó nhất trong cái phần chia có dư nè.
được không? Phải tìm một cái số mà chia hết cho 7, chia hết cho 9 và chia hết cho 5, cộng thêm cho 5 nha. Thằng này cộng 4 rồi cộng thêm cho 5 để chia cho 9. Rồi à, như vậy, vậy A là gì rồi? A chia hết cho 5, A chia cho 7 và A chia cho 9. A cộng 5 chia cho 5, A cộng 5 chia cho 7, A cộng 5 chia cho 9. Thế A cộng 5 sẽ là gì? A cộng 5 sẽ là gì? Thuộc bội chung, bội chung của 5, 7 và 9. Được chưa? A cộng 5 sẽ thuộc bội chung của 5, 7 và 9. Thế thì bội chung của 5, 7 và 9 tìm nhé. 5 thì là bằng 5 rồi nè, 7 thì bằng 7 rồi nè, 9 thì bằng 3 mũ 2. Thế thì bội chung của, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm bội chung nhỏ nhất trước đi đã. Bội chung nhỏ nhất của 5, 7 và 9, lập tức các thừa số nguyên tố chung và riêng. 3 mũ 2 nhân 5 nhân 7 à, không có gì hết. 3 mũ 2 là 9, 5 nhân 7 là 35. 9 mà nhân 35, 9 nhân 5 45, viết 5 nhớ 4. 9 nhân 3 27, nhớ 4 là 31, 315. Để cho 315. Thế thì bội chung của 5, 7, 9 chính là bội của 315. Bội 315 là 0 nè. 315 nè. 315 mà nhân cho 2 thì được là 730. À 630 chứ, 630. Được không? 630. Nhưng mà vì nó lớn hơn nhiều. Vì số đèn là từ 600 đến 700 chiếc nha. Vì số đèn từ 600 đến 700 chiếc. Nên ai ông mấy vậy? À, 630 đèn. Ổn không? Khá là khó hiểu nha, khá là khó hiểu. Tất nhiên bài khó là dành cho các bạn hơi giỏi một tí thôi. Nếu chúng ta không giỏi toán lắm thì chúng ta cũng có thể là bỏ qua bài này nha. Mỗi bạn có những cái thế mạnh khác nhau. Ổn chưa? Rồi. Như vậy bài toán và thơ này kết thúc là 630 nhé, 630. Ổn không? 630. Và tới đến cái mục cuối cùng là bảng số nguyên tố nhỏ hơn 1000. Bạn nào nhớ được thì càng tốt, nhớ được càng tốt, còn không nhớ thì không sao. Nhớ được cái dòng đầu tiên là thấy là ok lắm rồi á nha. Bảng số nguyên tố nhỏ 1000. Ví dụ thầy chia là bạn đọc nổi không? Đầu tiên sẽ là số mấy? 2 đúng không? Số nguyên tố nhỏ nhất là 2 rồi tới 3, tới 3. Rồi tới mấy? 5. Rồi tới mấy nữa? 7, 7. Chị nhìn thấy đúng không? Để học mà. 7 rồi tới 10, 11, 13, 17, 19. Rồi 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. 53, 59, 61. Bạn nào thích học thì học nha. Còn không thích học thì thôi, sao hết. Yeah. Như vậy là chương 1 của chương trình Toán lớp 6, bộ sách Trăn trở sáng tạo đến đây là kết thúc. Hôm sau chúng ta sẽ đến chương số 2. Xin chào tất cả các em. Và hẹn gặp lại các em ở chương số 2.